Kính chào quý vị và các bạn đang đến với kênh Tìm Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Thành phố Hạ Long, mưa lớn gây sạt lở tại một số điểm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt cục bộ trên địa bàn tỉnh, đồng thời một số điểm trong các khu dân cư bị sạt lở gây mất an toàn cho người dân. Điển hình như tại thành phố Hạ Long, do ảnh hưởng của mưa bão đêm ngày hôm qua đã làm sạt lở khoảng gần 50 mét kè tại khu vực tổ 6, khu 5 phường Trần Hưng Đạo xuống khu vực phía dưới, ảnh hưởng trực tiếp đến gần chục hộ dân sinh sống nơi đây. Ông Trần Quang Long, tổ 6, khu 5, phường Trần Hưng Đạo cho biết khoảng 3 giờ ngày hôm qua, khu vực kè phía trên đã sạt lở xuống phía dưới. Thấy vậy, một số hộ dân phía dưới đã nhanh chóng di tản để đảm bảo an toàn. Rất may là không có thiệt hại về người. Lũ trên sông Tiên Yên bắt đầu rút. Không có thiệt hại về người do nước lũ. Từ 9 giờ ngày hôm nay, nước lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp với chiều cường khiến mực nước trên sông Tiên Yên dâng cao rất nhanh. Chỉ trong khoảng chưa đầy 2 giờ đồng hồ, mực nước lũ trên sông Tiên Yên đã dâng cao vượt mức trung bình hơn 3 mét. Nhiều hộ dân các khu phố ven bờ sông của thị trấn Tiên Yên bị nước lũ cô lập. Quốc lộ 18C nối hai huyện Bình Liêu và Tiên Yên tạm thời bị lũ chia cắt ở nhiều đoạn. Toàn huyện có 604 hộ bị ngập úng, 330 hộ bị chia cắt do nước lũ sông Tiên Yên dâng. Trong đó, riêng thị trấn có 526 hộ, tất cả các ngầm đập tràn trên địa bàn đều bị ngập, chia cắt. Toàn huyện có 72 điểm sạt lở, nhiều diện tích lúa, màu bị ngập và gia súc, gia cầm, thủy sản bị thiệt hại. Ước tổng thiệt hại đến thời điểm 14 giờ ngày hôm nay khoảng 28 tỷ đồng. Trước diễn biến nhanh của lũ trên sông, huyện Tiên Yên đã nhanh chóng kích hoạt triển khai các phương án cứu hộ cứu nạn, huy động hàng trăm người thuộc các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện đến từng hộ sơ tán người dân và di chuyển tài sản ra khỏi vùng ngập do lũ. Vào khoảng 11 giờ trưa, nước lũ dâng cao đến tầm đỉnh lũ năm 2013 khiến nhiều đoạn trên quốc lộ 18C bị ngập, có đoạn ngập trên 1 mét, tuyến đường nối Tiên Yên với Bình Liêu bị chia cắt. Đến 14 giờ ngày hôm nay, lũ trên sông Tiên Yên đã rút dần do trên thượng nguồn đã dừng mưa. Nhờ tích cực chủ động linh hoạt các phương án phòng chống cứu hộ cứu nạn, huyện Tiên Yên không có thiệt hại về người do nước lũ, thiệt hại về tài sản được hạn chế ở mức thấp nhất. Các lực lượng chức năng có mặt tại các điểm giao thông bị chia cắt để phân luồng điều tiết giao thông. Tuy nhiên, trước diễn biến vẫn còn khó lường của mưa lũ, huyện Tiên Yên vẫn không chủ quan lơ là, tập trung tối đa nhân lực vật lực sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể xảy ra. Mục tiêu cao nhất huyện Tiên Yên đặt ra là đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho nhân dân và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ. Tại các tuyến phố nằm ven bờ sông Tiên Yên thuộc địa bàn thị trấn Tiên Yên, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã được tăng cường giúp đỡ sơ tán người và tài sản cho người dân. Người dân di chuyển các đồ đạc giá trị lên các vị trí cao tránh nước lũ, các hộ chăn nuôi lùa đàn gia súc thoát khỏi các vị trí ngập nước, nhiều bạn nhỏ được người lớn đưa đi sơ tán khỏi vùng ngập lụt bằng xuồng trọng. Đến 14 giờ ngày hôm nay, nước lũ trên sông Tiên Yên dâng cao thêm và bắt đầu rút dần do thượng nguồn đã ngớt mưa. Người dân thôn Thác 11, xã Tiên Lãng nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh môi trường các điểm bị ngập. Hội viên Hội Phụ nữ thị trấn Tiên Yên dọn dẹp rác thải, cây gãy, củi mục bị lũ cuốn vào trung tâm thị trấn. Người dân khu phố thống nhất chung sức tát nước sông ra khỏi nhà. Người dân cần làm gì khi xảy ra bão, lũ quét, sạt lở đất? Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, đêm qua rạng sáng ngày hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa to đến rất to, lượng mưa có nơi đo được hơn 160mm, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 10 giờ qua, từ 20 giờ ngày hôm qua đến 6 giờ ngày hôm nay, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như Đông Lai, Hòa Bình 160,4mm, Trường Khoa, Sơn La 91,8mm, Lâm Thao, Phú Thọ 66,4mm, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 160,2mm, Mường Lý, Thanh Hóa 55,6mm, Kiên Lao, Bắc Giang 57mm, Minh Quang, Vĩnh Phúc 71,7mm, Việt Trì, Phú Thọ 66mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thanh Hóa đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái gần bão hòa trên 90%. Cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc là rất cao. Các địa phương sau cần lưu ý. Cần làm gì khi xảy ra bão, lũ quét, sạt lở đất?
Trước những dự báo đó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã đưa ra những hướng dẫn để người dân phòng tránh lũ, quét, sạt lở đất như sau. Thường xuyên theo dõi thông tin dự báo bão, cảnh báo mưa, lũ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, đảm bảo an toàn tàu thuyền, nơi neo đậu, bảo vệ lồng bè, tài sản, không ở lại trên tàu thuyền, chòi canh, lồng bè, nuôi trồng thủy sản, gia cố, chằng chống nhà cửa, biển, cảnh báo, cắt tỉa cành cây, hạn chế di chuyển trong mưa lũ, trường hợp cần thiết phải đảm bảo an toàn. Không đi qua ngầm tràn, cầu, cống hoặc các đường giao thông khi lũ đang tràn qua, lưu ý quan sát các dấu hiệu xảy ra lũ quét sạt lở đất xung quanh nơi ở và khu vực sản xuất để chủ động ứng phó, chủ động di rời ra khỏi khu vực ngập sâu có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất lũ quét. Tuân thủ chỉ đạo của chính quyền địa phương và hướng dẫn của cơ quan chức năng, phòng chống lũ ngập úng vùng trũng, khu vực đô thị. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 201 điểm dân cư có nguy cơ thiên tai cao với 5.273 hộ dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng thiên tai, cần phải có phương án bố trí sắp xếp, ổn định dân cư theo quyết định số 1776 QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020. Trong đó, riêng khu vực thường xuyên bị ngập úng có 70 điểm với 1.830 hộ, gồm huyện Mai Châu 111 hộ, Lạc Thủy 740 hộ, Cao Phong 8 hộ, Yên Thủy 659 hộ, Lương Sơn 289 hộ, Kim Bôi 23 hộ. Ngoài ra, tại khu vực đô thị, nhất là trên địa bàn thành phố Hòa Bình, có những tuyến đường, khu dân cư thường xảy ra ngập cục bộ tại một số điểm khi có mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng tới giao thông và cuộc sống của người dân. Từ đầu năm đến nay, tình trạng mưa to gây lũ ngập úng đã xảy ra tại các địa phương. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ tháng 6 đến tháng 8, trên phạm vi khu vực tỉnh đã có 6 đợt mưa lớn diện rộng và 2 ngày mưa diện rộng. Đáng lưu ý là đợt mưa từ ngày 10 đến ngày 12 vừa qua do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 3 và ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 nên đã có mưa diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 142 đến 258mm. Trong đó, huyện Mai Châu có tổng lượng mưa lớn nhất và ngày 11 tháng 8 có mưa ngày lớn nhất lên tới 210mm. Mưa lũ đã gây thiệt hại về người, nhà ở, giao thông, thủy lợi và một số công trình khác. Về sản xuất nông nghiệp, có trên 1.050 ha lúa hoa màu bị ngập úng, thiệt hại và ảnh hưởng. Nhìn dòng nước lũ, suối Chăm đục ngầu, cuồn cuộn chảy, đe dọa sự an toàn của các hộ dân hai bên bờ. Bà Bùi Thị Huệ, bí thư chi bộ tổ 4, phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình cho biết, con suối này bình thường không nhiều nước, nhưng chỉ cần mưa to liên tục trong 2-3 tiếng thì nước dâng rất nhanh, ngầm không qua lại được và nước có thể vào đến nhà dân. Ở tổ 4 có 10 nóc nhà, tổ 3 cũng có nhiều hộ sinh sống hai bên suối. Vào mùa mưa, bà con luôn nơm nớp lo chạy lũ. Từ thực tế này, chúng tôi mong muốn các cấp ngành chức năng xem xét hỗ trợ kè lại hai bên bờ suối để mỗi khi lũ về, nhân dân không còn lo ngại sạt trượt hay nước tràn vào nhà rất nguy hiểm, nhằm không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người và của. Hiện đã bước vào cao điểm mùa mưa lũ với dự báo sẽ diễn biến phức tạp, khó lường. Thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ nay đến tháng 2 năm 2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 8-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta từ 3-5 cơn. Đề phòng xảy ra bão có hướng di chuyển phức tạp và mưa lớn dồn dập. Cũng theo cơ quan chức năng, dự báo trong tháng 9, tháng 10 tới, tổng lượng mưa trên địa bàn tỉnh sẽ cao hơn trung bình nhiều năm. Từ tháng 9, tháng 11 năm 2022, trên các sông suối ở tỉnh xuất hiện 1-2 đợt lũ vừa và lũ lớn nguy hiểm nhằm chủ động phòng chống lũ ngập lụt úng, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương, cơ quan có liên quan theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo mưa của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, phòng chống ngập úng cho sản xuất nông nghiệp. Tổ chức khoanh vùng diện tích có nguy cơ bị ngập lụt, úng và có phương án ứng phó cụ thể, phù hợp với đặc điểm của địa hình, tình hình mưa và năng lực công trình thủy lợi tiêu úng. Tổ chức bơm tiêu nước đệm trong hệ thống thủy lợi phù hợp với thông tin dự báo mưa. Khi xảy ra mưa lớn có nguy cơ gây ngập lụt, úng phải khẩn trương vận hành công trình thủy lợi để tiêu nước. Tổ chức rà soát xác định trọng điểm công trình thủy lợi có nguy cơ mất an toàn, chuẩn bị sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi, đặc biệt các công trình đang thi công xây mới và sửa chữa, nâng cấp hồ chứa vừa nhỏ, hồ chứa xung yếu và hồ chứa đang có mức trữ cao.
các hồ chứa có cửa van đều tiết lũ cần theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước đến để có phương án vận hành phù hợp theo quy định tại quy trình vận hành. Lưu ý việc vận hành xả lũ nếu có phải đảm bảo đồng thời yêu cầu an toàn công trình đầu mối vùng hạ lưu. Tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa lũ bão với các hồ chứa đã tích đầy nước hoặc có mưa trữ cao cần theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước đến để có phương án vận hành phù hợp, kịp thời xử lý tình huống bất thường theo phương châm 4 tại chỗ khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình. Và những thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay Cầu Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh Tin Mới, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.